Cần siết chặt quy định về quảng cáo thuốc, đặc biệt là quảng cáo trên môi trường mạng để bảo vệ lợi ích của người dân. Đây là ý kiến mà nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Nếu thực tế hiện nay, các hình thức quảng cáo thuốc rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, nhiều quảng cáo chưa đúng sự thật, thổi phồng công dụng của thuốc. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Chí Thức cho rằng cần sự giám sát chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan quản lý. Vẫn có những cái quảng cáo là nói quá đi sự thật, nói lố hơn tác dụng thật. Do đó là tôi đề nghị là những cái nội dung này phải được Sở Y tế hoặc là Bộ Y tế cho phép hoặc là xem trước, kiểm duyệt trước khi mà được quảng cáo trên các truyền thông, các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đại biểu nhận định thay đổi trong cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo thuốc là nhằm đáp ứng các yêu cầu về cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rất khó để kiểm soát hoạt động quảng cáo thuốc. Ví dụ như vấn đề phổ biến phim trên không gian mạng, người tiếp cận, tiếp xúc rất dễ nhận thấy những phim có nội dung vi phạm để thông báo, phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền, quản lý. Nhưng quảng cáo thuốc thì lại khác. Mấy ai trong số những người xem quảng cáo có đủ trình độ chuyên môn để đánh giá xem một sản phẩm thuốc hình thành từ các thành phần khác nhau có công dụng như thế nào, có tác dụng đến đâu để đánh giá được quảng cáo đó có vi phạm, có phóng đại, có gây nhầm lẫn cho người sử dụng hay không? Đối với thuốc, cần quy định rõ hơn trách nhiệm của Bộ Y tế từ khâu phát hiện, xử lý quảng cáo thuốc giả trên mạng xã hội, cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra và thông tin cho người dân biết trên các website, ứng dụng của Bộ Y tế để phòng tránh, không để cho người dân dùng thuốc này. Cần có các cái quy định rất rõ ràng để tránh tình trạng bán thuốc không rõ nguồn gốc tràn lan trên mạng xã hội. Do đó, các đại biểu kiến nghị vẫn nên tiếp tục duy trì chế độ hậu kiểm như hiện nay, đồng thời cũng cần tăng cường công tác hậu kiểm để quản lý chặt chẽ hơn hoạt động quảng cáo thuốc và các thực phẩm chức năng trong thời gian tới.